Kính chào quý vị khán giả của SBTN. Chúng tôi là Hà Văn Tại thuộc SBTN Boston. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình hội luận về vấn đề tình hình Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng như hiện tại và trong những lời kêu gọi của các linh mục cũng như hoạt động trong nước, thì hôm nay chúng tôi cũng được hân hạnh mời một số quý vị đại diện cộng đồng hội đoàn cũng như một số nhân sĩ đến đây để đóng góp ý kiến, hiểm trợ cho phong trào cũng đó. Xin mời quý vị tự giới thiệu tên và cái đơn vị của mình. Cháu là Lê Văn Đạo. Trách nhiệm của cháu là tổng thư ký của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở vùng Boston. Cháu xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài SBTN. Xin kính gửi lời chào rất là thân thương đến tất cả những đồng bào ở trong quốc nội, nếu đồng bào có nhận được cái message này. Tôi tên Phan Ngọc Thanh, xin đại diện cho đoàn thể Liên minh Dân chủ Việt Nam, phân khu bộ Massachusetts. Xin có lời chào đến tất cả khán thính giả của SBTN và đồng bào trong nước. Tôi là Hoàng Quốc Long, cựu sĩ quan Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở vùng Boston. Xin gửi lời chào đến khán giả ở Boston và quý vị đồng bào ở trong nước. Tôi là Hoàng Long Hải. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Trong nước bây giờ, hôm nay là ngày 5 tháng 3, là ngày mà cha Lý Hoạt chúng ta trong nước hay biểu tình, không phải trong ngày hôm nay mà sẽ kéo dài suốt một năm. Và trong những suốt một năm nay thì chúng ta nghĩ rằng sẽ nào cũng có một chủ nước sẽ làm chặn cái ly. Thì cứ như quý vị, xin quý vị cho một lời đóng góp về vấn đề yểm trợ cho đồng bào quốc nội như thế nào và chúng ta phải có thái độ gì đối với người với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với đồng bào quốc nội thì bản thân cháu là cũng là một người trẻ ở trong cái cộng đồng ở Boston này, thì cháu có theo dõi và cháu cảm thấy rất là phấn khởi cũng như rất là đau lòng, và cũng như là cháu muốn chia sẻ và cùng đồng hành, cùng hiệp thông với tất cả đồng bào ở trong nước, thay mặt cho những người trẻ cũng như là cộng đồng ở Boston này, thì cháu xin nói rõ là chúng cháu rất là ủng hộ tất cả những cái lời kêu gọi của cha Lý cũng như là của những nhà tranh đấu dân chủ và cái sự hy sinh của đồng bào ở trong nước, thì chúng cháu rất là ngưỡng mộ và chúng cháu luôn luôn ủng hộ quý vị trong cái ngày hôm nay cũng như là trong đường dài để đến khi nào mà đất nước chúng ta được cái sự hạnh phúc, độc lập và nó được thanh bình như tất cả chúng ta đều mong muốn, thì đó là cái điều mà cháu muốn nhấn mạnh hôm nay. Xin cảm ơn. Là phát biểu trở về đài SBTN về cùng đồng bào trong và ngoài nước như thế này. Lời kêu gọi của cha Lý không những là thành phần của công giáo, mà tôi nghĩ rằng tất cả các công dân Việt Nam, các thanh niên Việt Nam phải tham gia vào cuộc biểu tình để mà thứ nhất là chống lại cái công ty Formosa và đuổi đầu nó ra khỏi Việt Nam. Thứ hai á, là xin kêu gọi tất cả những sinh viên, sĩ quan, quân đội và cảnh sát, công an hãy nghe theo lời của cha Lý mà từ bỏ những cái bạo lực của mình và để mà giúp nước, giúp đồng bào thoát khỏi cái cảnh rồi đấy tàu trong đến năm 2020 ấy, là nếu chúng ta không thoát được cái thể chế cộng sản thì đất nước chúng ta sẽ vào tay của bọn tàu của bọn Trung Cộng. Do đó nếu khi Trung Cộng mà đã lấy được vô được Việt Nam rồi, lấy Việt Nam rồi, thì cái người mà nó đầy đầu tiên, cái giới nó bị nó đầy đọa đầu tiên là các anh quân đội, công an, cảnh sát và công chức của chính phủ cộng sản. Do đó tôi kêu gọi
thanh niên Việt Nam phải ý thức được vấn đề quốc gia dân tộc, sự sống còn của dân tộc, sự trường tồn của đất nước, kể cả mọi giới, để mà lo việc nước. Và chúng tôi ở ngoài này sẵn sàng nhận trợ quý vị bằng tinh thần và vật chất. Xin hẹn. Như bà đây vừa mới nói, kêu gọi thanh niên ở trong người. Thanh niên là cái lực lượng chính. Tôi nhớ vụ ông chưa có việc mới câu như thế này: giờ đã điểm rồi hơi tuổi xanh, có nghe nét chữ réo tung hoành. Đấy, cái giờ đã điểm rồi có nghĩa là như tổ tiên mình khi nhận định một vấn đề, họ căn cứ trên ba cái điểm, một cái sự kiện quan trọng họ căn cứ trên ba cái điểm chính, ba cái yếu tố chính. Một là thời, thời cơ, cái thời đã tới chưa, thời gian, thời tức là thời gian. Thì như vụ Hoàng Chức nói giờ đã điểm rồi, cái vụ Formosa này có phải là giờ đã điểm rồi chưa? Cái thứ hai nữa là thế, cái thế lực của mình đã đủ mạnh chưa để mà tranh đấu. Thứ ba là cơ, là cái động cơ, cái sự kiện nào nó thúc đẩy để cho người dân phải đứng lên để đòi cái quyền sống. Thời, thế, cơ là ba cái động lực chính liên kết với nhau chặt chẽ, và nó sẽ, nếu mà biết lợi dụng ba cái thời, thế và cơ đó, biết sử dụng nó thì sẽ thành công. Còn thành công như thế nào thì tôi sẽ trình bày ở một phần sau. Xin mời chị Thanh. Dạ, quan điểm của Liên minh Dân chủ Việt Nam về lời kêu gọi của Linh Mục Lý, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của Linh Mục Lý. Chẳng những chúng tôi ủng hộ, chúng tôi còn sẽ tích cực tham gia vào những cuộc biểu tình ở hải ngoại này, và chúng tôi cũng sẽ vận động đồng bào ở hải ngoại làm tất cả những việc gì chúng tôi có thể làm để giúp cho đồng bào trong nước. Cái điểm thứ hai nữa là ngoài ra chúng tôi nghĩ là những lực lượng ở ngoài hải ngoại này phải đóng một vai trò như là một bộ ngoại giao cho đồng bào ở trong nước. Tức là chúng tôi sẽ vận động với những nhà dân cử, những chính khách quốc tế để ủng hộ cho cuộc đấu tranh, để lên tiếng, lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và những chuyện mà tàn ác xảy ra ở Việt Nam. Liên minh Dân chủ và tất cả các đoàn thể đấu tranh ở hải ngoại và cộng đồng người Việt hải ngoại luôn luôn sẽ là một cái lực lượng yểm trợ vững mạnh và kiên trì cho công cuộc tranh đấu vì tự do dân chủ của đồng bào quốc nội. Vận nước đã đến rồi, chúng ta hãy đứng lên, chúng ta hãy cùng làm, đứng lên để lật đổ chế độ bảo tàng của Việt Cộng sản. Chúng tôi luôn luôn ở bên các bạn, về hỗ trợ các bạn về tinh thần và vật chất. Và xin hết. Kính thưa quý vị, anh em chúng tôi xin tạm dừng trong giây lát để kính mời quý vị xem đoán một quảng cáo. Ủa chị Thu Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được. Thôi chị đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye chị. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999.
Jupiter Beauty Academy, trường thẩm mỹ được dời về 95 Freeport Street, building rộng lớn, khang trang với nhiều lớp học do các ngành nghề. Beauty Academy là trường dạy nghề thẩm mỹ cao cấp duy nhất do người Việt Nam làm chủ. Trường được chính phủ liên bang công nhận, đặc biệt học viên hội đủ tiêu chuẩn sẽ được chính phủ tài trợ tài chính trao học ngành thẩm mỹ tóc, giáo viên tận tâm kinh nghiệm. Học viên có thể thi lấy bằng bằng tiếng Việt. Lớp học nối lông mi được mở hàng tháng và nhận làm tóc, facial, nails với giá rẻ tượng trưng. Mọi chi tiết xin liên lạc 617-288-1811. Hai bà báo, cuối năm cuối tháng mới vào chợ xong giờ chạy đi đâu đây? Dạ anh chào mọi người, đi chợ. Đi chợ ở đâu? Thôi, sao nghe lúc nào cũng chợ Phúc Cường từ lâu không? Triệu Phú, tỷ Phú, ai cũng đi chợ Phúc Cường hết rồi sao? Chợ đó nó rất là tiện, mà có tôm, có cá, có thịt, có rau, gì đó cũng tươi mới. Mà nếu mà gà đi bộ ăn mà nói nghe mà thèm dễ sợ luôn. Vậy thì muốn ăn ngon hãy đi chợ Phú Cường. Phú Cường là siêu thị lớn nhất vùng New England do người Việt Nam làm chủ, hiện tọa lạc tại số 1188 đường Rochester, khu phố Rochester, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, chuyên cung cấp các loại thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, giá rẻ, có bán dược thảo, các loại gia dụng cần thiết. Nhân viên tiếp đón ân cần, điện thoại liên lạc 617-822-8014. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh, số điện thoại 508-769-6968. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục chương trình hội luận ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, với tư cách là tổng thư ký của cộng đồng người Việt khi là cộng sản tại Boston, anh Tạo có thể cho khán giả biết là cái chương trình của cộng đồng sẽ làm gì trong thời gian tới để mà cùng với đồng bào trong nước để mà đấu tranh cho cái vùng Formosa cũng như là những lời kêu gọi của cha Lý. Thì cháu cái điều mà cháu muốn đầu tiên cháu muốn nhắn gửi tới bạn trẻ ở trong nước và tất cả các bạn trẻ ở hải ngoại này, thì người ta thường nói là nước mất nhà tan. Và cũng có những doanh nhân từng nói rằng thanh niên là rường cột của đất nước. Thì cái điều khẳng định là dù chúng ta ở nơi nào, ở hải ngoại, bất cứ đất nước nào trên thế giới này, hoặc là chúng ta ở Việt Nam, thì trách nhiệm của dân tộc, của đất nước, cái sự trường tồn của cái nòi giống Việt vẫn là trọng trách ở trên vai của những thế hệ mà hiện nay còn sức khỏe, còn cái năng lực để mà tranh đấu cho đất nước. Thì cái điều đó là điều khẳng định rõ ràng. Cái điểm thứ hai nữa là bác muốn biết về những cái gì mà cộng đồng ở Boston có thể làm được. Thì cái điều mà chúng cháu hiện nay vẫn thường làm từ trước đến bây giờ là kết hợp với những lực lượng khác để chuyển lửa, để đưa tin tức, để có cái tiếng nói binh vực những đồng bào bị bọn cộng sản đàn áp dã man ở trong đất nước, chỉ vì muốn cái hạnh phúc cho cái gia đình, chỉ vì muốn cái sự độc lập và thanh bình cho đất nước mà phải chịu đứng ở cái tuyến đầu để mà chịu những cái tai ương từ cái những cái bọn cộng sản nó trù dập trên đất nước mình. Thì thứ nhất là tụi cháu chuyển thông tin, nói lên tiếng nói của những đồng bào trong nước đã không thể nói được ở ngoài này đối với quốc tế. Cái điều thứ hai nữa là chúng cháu hợp với lại những cộng đồng khác, cũng như là ở đây thì có cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ và cũng có một cái bộ phận gọi là liên kết ở trong nước và ở ngoài nước, thì cái điều đó là cũng có tiếp tục làm và tiếp tục ở trong cái cuộc tranh đấu mà gian nan và lâu dài này, thì không thể là một ngày một bữa. Thì cháu xin có cái ý như vậy.
là trong cái cuộc biểu tình của Sóc Học vừa rồi đó, có một cái điều rất đặc biệt thì xin nhà văn Hoàng Long Hải cho biết là cái đặc biệt của cái cuộc biểu tình vừa rồi cũng như trong những ngày sắp tới đó, có cái gì đặc biệt không anh nhỉ? Dạ thưa anh Luật, mình nhìn vấn đề như thế này, khi nào mà trong một cái đất nước mà có những cái thiên tai địch họa thì người dân sẽ đứng lên, bởi vì cái thiên tai địch họa nó đẩy người dân tới cái thế cung. Ví dụ như trong sử mình thấy đời từ Đức là Đế Văn Giang nó vợ 18 năm liền dân cùng cực quá khổ thì họ đứng lên. Cho nên cái thời từ Đức là thời mà có nhiều giặc giả nhất trong các lời nhân nguyện, cũng giống như ví dụ nàng đòi Nam Bắc Diệu chết 2 triệu người, đó là cái động lực để đưa tới cái cuộc cách mạng sáng tạo. Thì bây giờ mình thấy cái sự kiện Formosa là nửa triệu người rơi vào cái tai họa đó, và cái sự kiện đó đã đủ cái yếu tố để trở thành một cái động lực, một cái sức mạnh để người dân đứng lên chưa. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Cái điểm này nữa, không trừ Formosa nó có nhiều cuộc đấu tranh khác chứ không phải không, không phải tới bây giờ người trong đường mới đứng lên, là mấy năm nay họ đã đứng lên rồi và bị đàn áp. Nhưng mà phải nói rằng những cái cuộc đấu tranh trước á, nó còn có cái tính cách khủng bố, là cuộc đấu tranh này là của tôn giáo này, của tôn giáo kia, của phe nhóm này, của phe nhóm nọ, của Phật giáo, của Cao Đài, của Hoa Hào, của Việt Tân, của cái gì đó. Nhưng mà trong cuộc đấu tranh của Formosa và cuộc đấu tranh do Linh Mục Nguyễn Đình Thục lãnh đạo vừa rồi, chúng ta thấy có một cái nét đặc biệt, không có màu sắc tôn giáo. Tuy rằng cả những người đi biểu tình đó là một cái họ đạo, nhưng họ không dương cờ Vatican lên, không có cờ vàng trắng, mà cũng không có cờ ngũ sắc, mà cũng không có cờ đảng phái, mà cũng không có cờ quốc gia. Tôi nói là cờ quốc gia tức là cờ vàng bát rạp đỏ. Tôi kỳ chữ, chúng ta nên kỳ chữ là cờ vàng bát rạp đỏ đi. Cờ vàng bát rạp đỏ là cờ của ai, của một đoàn thể nào, mà cộng đồng nào mà được người Mỹ chấp nhận là cái cờ của cộng đồng đó. Còn nói là cờ quốc gia tức là nói chung tất cả. Tôi nghĩ là chúng ta đừng nói là cơ vàng mắt sọc đỏ, phải nói là cơ quốc gia. Nó là cơ của nước Việt Nam. Việt Nam còn ngoài là quốc gia Việt Nam thì nó là cơ của nước Việt Nam. Thế nên trong đó chúng ta cũng thấy cơ quốc gia. Bởi vì ở dưới chế độ cộng sản làm sao mà người ta có thể cơ quốc gia, ta đi được điều tiên được, mà mình cũng không thấy cơ của cộng sản cơ đó sao mà. Nhưng mà đặc biệt cờ đuôi nhéo. Cái cờ đuôi nhéo này là cái cờ gì và của ai? Nó có 2 cái ý nghĩa đặc biệt trong cái cờ đuôi nhéo này. Cái cờ đuôi nhéo này là cờ có tính cách truyền thống. Mình xem những cái tranh ảnh về những cái phim tài liệu về lịch sử, cái cờ đuôi nhéo này nó có từ Đinh Lê, Lý Trần Lê cho tới khi ông bỏ đại thoại vị, khi Việt Minh cướp chính quyền để bỏ cái cờ đuôi nhéo cho là phóng kiến, cho là phản động bỏ cờ đuôi nhéo. Nhưng mà nó là cái cờ truyền thống của dân tộc. Bác nó có cái truyền thống. Cờ truyền thống là giành độc lập và chống ngoại xâm của Pháp. Ý nghĩa là thứ nhất là nó có tính cách truyền thống. Nó có tính cách truyền thống. Cái ý nghĩa thứ hai, nó là ngọn cờ của dân tộc. Nó là ngọn, hai cái ý nghĩa đó là nó bao trùm tất cả. Tổ quốc trên hết, xin nhớ cho vậy, tôn giáo đoàn thể đều dưới ngọn cờ của dân tộc. Cho nên cái người tổ chức ra cái cuộc biểu tình này, người mà chọn người lá cờ này, phải nói rằng họ thông minh và sâu sắc, hiểu biết lịch sử và hiểu biết được cái tình từ của dân tộc. Đó là cái nét đặc biệt trong cái cuộc biểu tình vừa rồi. Nhưng mà có một điều chúng ta tự hỏi này, cái vụ phóng ra này á, nó có thể là một giọt nước làm tràn đi hay chưa?
rõ ràng là vụ kỳ Formosa xảy ra là một năm nay rồi, nhưng mà chưa có cuộc biểu tình nào cho đúng mạnh. Nhưng vừa rồi cuộc biểu tình mùng 5 tháng 3 vừa rồi mà do Liên Mục Lý kêu gọi đó, mình thấy bắt đầu nó tràn ra. Cái dòng nước này nó lớn lên và bắt đầu nó tràn ra. Thì chúng ta ở ngoài này, nói chung làm sao mà hỗ trợ đồng bào trong nước. Cái chuyện này là đồng bào mọi người đều nói và đều biết cả rồi. Cái mục đích là giọt nước đó sẽ lớn lên, sẽ lớn lên và sẽ chảy đều khắp từ phía Bắc, từ Nam Quang cho tới Cà Mau, đều là những cuộc đấu tranh đó nó góp phần vào cái giọt nước đó. Không phải là đấu tranh ở Nghệ An nữa, cũng phải là bốn tỉnh miền Trung nữa, mà cả Sài Gòn, mà cả Hà Nội, mà cả Cà Mau, cả Bình Hải, cả Hà Tiên, cả Rạch Giá, cả Nam Quang, Hải Phòng đủ hết. Khi đó mới nói chuyện là chúng ta có thành công, dân tộc Việt Nam có thành công hay là không. Đó là cái yếu tố, một sự kiện mà có lẽ là chúng ta nên suy nghĩ. Còn cái chuyện mà hỗ trợ như thế nào lại là một vấn đề khác. Không thể nói một cách mà đơn giản trong một cái buổi hồi lường ngắn ngủi như thế này. Cảm ơn anh Hải, cũng như là cảm ơn quý vị khán giả của SBN đã theo dõi trình thảo luận chúng tôi. Vì thời gian có hạn thì đúng là chúng ta phải có những cuộc thảo luận nó dài hơn, nhưng mà cái thời gian nó có hạn cũng cho phép chúng ta rất nhiều. Thì đến đây chúng tôi cũng xin chấm dứt thảo luận và cũng sẽ mời một số quý vị thính giả cũng như là quý vị mà có lòng với dân tộc, có lòng với đất nước, chúng ta sẽ tiếp tục lên thảo luận trong những chương trình dài hơn. Xin quý vị gửi lời chào quý khán giả của SBN. Thì cháu con muốn lời chào đến quý khán giả của SBN cũng như là đồng bào trong nước. Thì thay lời chào thì cháu có muốn nhắc đến một cái lời ca mà để khích lệ tất cả chúng ta. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi, dậy mà đi cán chi mà khóc mãi, dậy mà đi núi sông đang chờ, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Tất cả các bạn trẻ chúng ta hãy dậy mà đi, đừng bị mê muội trong những cái gì gọi là bọn cộng sản đang đưa ra để khiến cho chúng ta quên cái bổn phận của người dân, con cháu của đất Việt. Xin kính chào các bạn và tất cả đồng bào. Xin kính chào tất cả khán thính giả của SBTN và đồng bào hải ngoại. Liên minh Dân chủ Việt Nam sẽ luôn luôn là một lực lượng vững mạnh và kiên trì đứng đằng sau ủng hộ tất cả những việc làm của đồng bào trong nước. Chúng tôi luôn luôn ở bên bạn và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được để ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Xin kính chào. Tôi xin chào quý khán thính giả bên ngoài và trong nước. Thì trước khi dứt lời, tôi xin nhận đến lớp người thanh niên và trí thức trong nước đấu tranh, cố gắng hết sức để mà lo việc nước. Cho nên là xin nhắc lại cái bài hịch của Lý Thường Kiệt: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt kiến định phần tài thiên thư, như hà nghịch lộ giai xâm phạm, như đặng hành khang thuộc bài hư. Nếu chúng ta với cái tiêu chuẩn đó, với cái ý chí đó, thì chúng ta không bao giờ mất nước. Thì xin hết. Xin kính chào quý vị và hy vọng rằng sẽ có dịp để được thư thiện với cùng đồng bào. Xin cảm ơn. Spa Depot, công ty chuyên cấp và bảo trì các loại ghế spa pedicure. Hệ thống spa pedicure từ công ty Spa Depot có trên 10 mẫu mã và nhiều màu sắc chọn lựa. Da ghế đạt yêu cầu của Boston Fire Department.
Chất lượng ghế pedicure được UL Hoa Kỳ công nhận là sản phẩm đạt độ cao về an toàn với 2 năm bảo hành. Mua ghế tại công ty của chúng tôi, quý vị được giao tận nơi và lắp ráp miễn phí. Đặc biệt công ty của chúng tôi nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm. Bàn ghế Knell có hệ thống ventilation trên 50 CFM, phù hợp với tiêu chuẩn Health Department và State Board của từng tiểu bang. Mọi chi tiết xin liên lạc vùng Worcester 508-340-5776, vùng Boston 617-282-6666 hoặc viếng thăm trang nhà của chúng tôi www.spadepot.us hoặc www.spadepot.com. Gần 2 năm qua, đông y sĩ Cảnh Thiên không còn làm việc và cũng không còn bào chế dược thảo tại nhà thuốc Hoa Đà, Houston, Texas. Muốn khám bệnh với đông y sĩ Cảnh Thiên, xin liên lạc với địa chỉ duy nhất công ty dược thảo Cảnh Thiên tại Nam Cali 714-823-1826 và 1855-775-1069, 714-823-1826 và 1855-775-1069. Muốn mua được dược thảo, xin liên lạc với các đại lý mới. Đông y sĩ Cảnh Thiên không chịu trách nhiệm về dược thảo tại các đại lý cũ. Vùng Boston có 2 địa chỉ: Dorchester, PK, Cargo 617-671-8939 và Melford, Veriadi 781-393-9540. Chân thành cảm ơn quý vị. VK Cargo tọa lạc tại 1392 trên đường Dorchester, trong vùng Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Nhận chuyển tiền, hàng về Việt Nam rất nhanh chóng, uy tín, tiền nhận ngay trong ngày. Chúng tôi có bán nhiều dược thảo, mỹ phẩm, dầu gió, các loại và nhiều mặt hàng khác. Đặc biệt đại lý thuốc chính gốc do thầy Cảnh Thiên với trên 140 mặt hàng có mã số cầu chứng và hình thầy Cảnh Thiên. Dịch vụ cho điện thoại, điện nhà, giá rất rẻ. Dịch vụ lắp đặt đài cable SVPN và nhiều đài Việt ngữ nhanh chóng, rõ ràng. Gửi hàng đường hàng không, nhận tại Sài Gòn và các nơi ở Việt Nam. Giá 3 đồng 75 cent trở lên, chuyển hàng bằng đường biển với số lượng lớn 50 pounds, giá 2 mỹ kim cho 1 pound, từ 150 pounds trở lên giá 1 đồng 50 cent cho 1 pound. Về các tỉnh, cộng thêm 25 mỹ kim cho mỗi thùng 50 pounds trở lên. Mọi chi tiết xin liên lạc Kevin, số điện thoại 617-297-5419. Phở 88 tại 1270 Westford Street, Lowell, MA 01851. Nhà hàng có các món ăn Việt Nam, phở bò, gà, các loại bún, cơm gia đình, cơm phần, các loại lẩu dê, lẩu sabu, bò bảy món và rất rất nhiều món ăn tuyệt vời, ngon, đặc biệt, không nơi nào có. Hãy đến với Phở 88 cùng gia đình để thưởng thức những món ăn không thể nào quên. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Đến với Queen's My Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niền răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen's My Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-84 00. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2-3 Lẹ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẹ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171.
Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Phở Buster có hai chi nhánh tại Boston và Quincy với các món phở tuyệt vời và rất nhiều món ăn đặc sắc khác. Nổi tiếng nhiều năm qua, quý khách sẽ tận hưởng những bữa ăn thật ngon. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách cho hệ thống Phở Buster.